chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày windsor plaza giới thiệu thực đơn ấn tượng mừng tết nguyên đán với nhiều chương trình ẩm thực đặc sắc mang đậm hương vị truyền thống khách sạn windsor plaza là điểm hẹn lý tưởng mừng tết cổ truyền cùng gia đình bạn bè và đồng nghiệp trong dịp này nhà hàng ngân đình giới thiệu thực đơn tối mừng xuân tuyệt hảo với những món ngon truyền thống trung hoa gồm rau củ bào ngư tôm hùm súp hào, và vịt quay Bắc Kinh, có giá 6 triệu 888 000 cộng cộng cho 10 khách phục vụ từ ngày 13 tháng 1 đến 2 tháng 2 năm 2020. Cũng từ ngày 13 tháng 1 đến 2 tháng 2, thực khách có thể chọn các món hoa cổ điển yêu thích từ thực đơn Tết Nguyên đán do bếp trưởng tuyển, chọn, với giá chỉ từ 68 000 cộng cộng, món. Từ 20 đến 31 tháng 1, nhà hàng phục vụ món lẩu păn cho truyền thống ngày Tết với ý nghĩa sẻ chia, món Quảng Đông cổ truyền dành cho những dịp đặc biệt này. Được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt, kết hợp từ nhiều nguyên liệu hảo hạng như hải sâm, bóng cá ống, lạp xưởng, giò heo, tôm sú, gà, và các loại rau củ tươi ngon. Thực khách có thể thưởng thức hai vị pan choi khác nhau. Tinh túy hải vị, và trí tôn nhất phẩm, có giá từ 2 triệu 280 nghìn cộng cộng cho 6 khách. Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ thêm món bào ngư 8 đầu suốt dầu hầu với giá chỉ 168 nghìn cộng cộng, con. Nhà hàng Ngân Đình cũng giới thiệu thực đơn Tân Xuân khai vận với phong vị Quảng Đông thuần túy phục vụ từ 20 đến 31 tháng 1, gồm các món ngon đặc trưng như bào ngư trộn 988.000 cộng cộng cho bàn 4 khách, và gỏi cá hồi 888.000 cộng cộng cho bàn 4 khách. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, bánh tổ hay còn gọi niên cao là hình ảnh quen thuộc, và là hương vị không thể thiếu trong ngày Tết tượng trưng cho may mắn, phát triển, và thịnh vượng, vì vậy. Mỗi gia đình thường mua hoặc tự làm bánh tổ, vào dịp Tết với hy vọng có một năm mới tốt đẹp hơn bánh tổ còn là món quà tuyệt vời dành tặng gia đình. Và bạn bè thể hiện sự chân quý với lời chúc năm mới sung túc và bình an, hộp bánh song bảo có giá 528.000 cộng hộp và hộp bánh hồng vận lý ngư có giá 298.000 cộng hộp. Khách có thể đặt bánh từ ngày 01 đến 24 tháng 1 năm 2020 và nhận bánh từ ngày 13 đến 24 tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, nhà hàng cà phê An Đông. Sẽ phục vụ buffet mừng năm mới từ ngày 24 đến 31 tháng 1 năm 2020 với các món ăn á đông nổi tiếng như gỏi cá, yu sen ngụ ý mang đến sung túc an khang, và sức khỏe trong năm mới. Buffet có giá 898.000 cộng cộng, khách bao gồm bia tươi, vang sủi, và nước ngọt không giới hạn. Cuối cùng, nhà hàng và bar top order thao chính là địa điểm chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh thành phố về đêm từ, tầng cao, và thưởng thức thực đơn Tết cổ truyền gồm 6 món ngon như chả phượng canh chua tôm, thịt kho trứng, và bánh chuối hấp nước dừa. Giá chỉ 488.000 cộng cộng khách. Thực đơn Việt đặc biệt này, được phục vụ từ ngày 24 đến 31 tháng 1 năm 2020. Với chương trình nhạc sống biểu diễn, vào hai đêm thứ sáu và thứ bảy. Bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh, hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.